các bộ trưởng nắm khá vững về cái ngành của mình, từ những cái con số cho đến cái mục tiêu cũng như là đấy các cái giải pháp, tình hình nắm rất là rõ và cũng cập nhật kịp thời những gì mà người dân, cử tri đang quan tâm. Cho nên là các bộ trưởng trả lời thì theo tôi là cũng đi thẳng vào vấn đề. Nếu so sánh với những cái kỳ họp đầu thì đi thẳng vào vấn đề hơn rất là nhiều. Và cũng đã thực sự là gì? Có một cái sự tương tác giữa đại biểu và các bộ trưởng, giữa các đại biểu với nhau. Thế rồi có hài lòng với câu hỏi đó hay không, với câu trả lời hay không, và đã trao đổi thì tôi thấy là hết sức là thẳng thắn. Và cái điều hết sức đáng ghi nhận là các đồng chí bộ trưởng, các đồng chí tư lệnh các lĩnh vực đó, thì trên cơ sở đó đã hết sức quan tâm đến quá trình chất vấn, cho nên nắm rất chắc những vấn đề mà đã được chất vấn lâu nay của từng lĩnh vực mình đang phụ trách. Cho nên có thể nói tôi cho là các đồng chí cũng biết mạnh dạn đi thẳng vào vấn đề, trả lời trúng vấn đề mà đại biểu nêu. Và rất nhiều các đồng chí đã trả lời và rất được đại biểu hết sức ghi nhận. Tôi thấy một số lĩnh vực như là lĩnh vực thông tin truyền thông, cho nên là một lĩnh vực mà cũng đang rất cần nhiều cái hành lang pháp lý. Đồng chí bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ mà rất cần nhiều hành lang, tôi thấy là đồng chí bộ trưởng trả lời rất là hay, nhiều vấn đề có thể được làm rõ được. Chí bộ trưởng trưởng ngành khác, tôi nghĩ là trả lời rất là nhiều những cái vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, và tôi thấy là phần lớn những các cái trả lời đó là thấu đáo, thế và nó làm rõ được những các cái kết quả cũng như hạn chế, và đặc biệt đó là thể hiện được rõ cái trách nhiệm của các chủ thể chịu sự giám sát đó trong cái chất vấn. Tôi thấy thí dụ liên quan đến vấn đề mà cử tri trong cả nước hết sức quan tâm trong thời gian gần đây, đó là cái hiện tượng mưa lũ bão, thế và nó gắn với các cái hiện tượng mà chúng ta cũng đã thấy trong cái thời gian vừa qua, đó là xả lũ, đó là thiên tai, đó là gắn với câu chuyện phát triển thủy điện trong cái thời gian vừa qua. Thì các đồng chí Bộ trưởng Công Thương, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trả lời rất là rõ, và chúng tôi nghĩ là cung cấp rất nhiều thông tin cho cử tri, cho nhân dân và cho đại biểu Quốc hội. Về cơ bản các bộ trưởng và các trưởng ngành cũng đã đáp ứng được các yêu cầu của các câu hỏi được đặt ra. Tuy vậy thì cũng có một vài các nội dung thì có thể vẫn trả lời có thể là cũng chưa thỏa mãn lắm, bởi vì những vấn đề khó, ví dụ công tác xây dựng pháp luật là vấn đề khó, công tác thi hành án dân sự là khó,